Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Hôm nay bản tin có những thông tin đáng chú ý sau. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mông Cổ chiều ngày 14 tháng 7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ. Sản phẩm công nghệ cao của Việt Nam bước vào sân chơi quốc tế. Đội tuyển Việt Nam giành huy chương vàng tại Olympic Toán Quốc tế 2016 được tổ chức tại Hồng Kông. Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mông Cổ, chiều ngày 14 tháng 7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm và nói chuyện tại Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ. Tại cuộc gặp với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Mông Cổ có nhiều tiềm năng hợp tác với Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, dầu khí. Trên cơ sở sự thống nhất cao của lãnh đạo hai nước, Thủ tướng đề nghị Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Mông Cổ tiếp tục tìm kiếm cơ hội xúc tiến hợp tác giữa hai bên nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa hai nước. Mỗi cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm đóng góp cho việc vun đắp và phát triển mối quan hệ giữa hai chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam-Mông Cổ ngày càng đạt được những kết quả tốt đẹp hơn nữa. Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, một vụ xe tải đâm vào đám đông tại thành phố Nice, miền nam nước Pháp, làm ít nhất 73 người thiệt mạng và rất nhiều người bị thương. Vụ việc xảy ra đúng vào thời điểm rất đông người đang tập trung đứng xem bắn pháo hoa nhân ngày Quốc khánh Pháp. Liên quan đến vụ tấn công nghiêm trọng này, chúng tôi đã liên lạc qua điện thoại với bạn Trần Mai Phương, một du học sinh Việt Nam đang học tập tại thành phố Nice, Pháp, để có thêm thông tin về tình hình người Việt Nam tại đây. Em thấy em cũng may vì hôm qua em đi về được tầm 3 phút thì mọi người đi sau em, thế nên em bắt đầu chạy về. Thì lúc em nghĩ là mình mà ở lại đến tầm khoảng 3-4 phút nữa thôi, có chuyện gì xảy ra thì mình cũng không nói trước được ạ. Hôm qua người mà đứng cạnh em thì toàn gia đình và trẻ nhỏ, thì em cũng biết họ có chạy kịp không, nhưng mà mọi người trên Facebook bạn này, em ở Pháp thì mọi người ở Pháp, bạn Pháp của em thì nói chung mọi người đều rất sốc và rất là tức giận. Lúc trên đường này em nhớ lại anh em thì tìm xe cứu thương rồi, cái xe cứu tìm rất nhiều tìm xe cứu thương, và nhà em thì ngay gần cái trên đường đấy, cho nên là cả đêm qua thì toàn tìm xe cứu thương cho đến tận 2-3 giờ sáng toàn tìm xe cứu thương, cho nên em nghĩ là rất nhiều thương vong. Sáng nay thì em cũng định đi làm bình thường đó. Cái xe buýt của em thì chạy trên cái đường Promenade, tức là cái đường hôm qua xe tải nó chạy qua. Sáng nay giật thì có cảnh sát chặn em lại, và cái đường đấy người ta cũng phong tỏa vì hiện tại có người chết ở trên đường, và hôm nay không có cái xe buýt nào hết thì em về nhà, em không đi làm nữa. Những người mà em biết thì ạ, những người Việt mà em biết ở đây đi ạ, thì mọi người chỉ bị sốc về mặt tâm lý thôi ạ. May em chưa xác nhận là ai bị thương. Trên hội người Việt ở Nice thì chưa có ai bị thương, chưa có thể có thông báo gì, cho nên em nghĩ mọi người chắc là mọi người an toàn rồi. Chuyển sang các thông tin khác. Trong các ngày từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 7 năm 2016, tại thành phố San Francisco, bang California, Mỹ đã diễn ra triển lãm công nghệ điện tử bán dẫn và năng lượng quốc tế 2016, Semicon West 2016, với sự tham gia của hơn 700 nhà sản xuất và hơn 26.000 chuyên gia đến từ khắp nơi trên thế giới. Tại triển lãm này, lần đầu tiên các sản phẩm điện tử bán dẫn thương mại hóa của khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh đã được giới thiệu. Ghi nhận của phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại California, Mỹ. Khuôn viên triển lãm công nghệ điện tử bán dẫn và năng lượng quốc tế Semicon West 2016. Hơn 700 gian hàng trưng bày các sản phẩm công nghệ cao mới nhất đến từ khắp nơi trên thế giới, hứa hẹn sẽ tạo nên những thay đổi toàn diện của chuỗi sản xuất toàn cầu. Và đây là gian hàng triển lãm của khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. Sản phẩm được giới thiệu tại đây trước hết là các gói dự án với cơ sở hạ tầng và các cơ hội đầu tư sản xuất linh kiện điện tử bán dẫn. Ở khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh thì cách đây độ 8 năm đã thu hút thành công tập đoàn Intel. Thì khi tập đoàn Intel vào đầu tư tại Sài Gòn Tech Park, tức là khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, thì đã chứng tỏ rằng là Việt Nam là đã có một cái môi trường thuận lợi để phát triển ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn. Qua những cái sự tiếp xúc trong ngày hôm qua và hôm nay đó, thì thấy là có rất nhiều đối tác quan tâm đến Việt Nam cũng như đến khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh để đầu tư vào cái ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn của tại Việt Nam. Và trên thực tế, kết quả của các dự án đầu tư trong lĩnh vực này thời gian qua, đó là những linh kiện bán dẫn điện tử sản xuất tại Việt Nam
đã được phát triển thương mại hóa cũng được giới thiệu tại triển lãm. Đây là một cái linh kiện gọi là MEMS, hệ vi cơ điện tử. Nó là một con chip cảm biến sinh học. Lần đầu tiên Việt Nam chế được cái biosensor này đó, thì cái công dụng của nó là có thể phát hiện ra được những cái vi khuẩn. Riêng một cái cảm biến sinh học này là chúng tôi có thể bán được là khoảng 20 đô. Semiconductor West là cuộc triển lãm công nghệ cao lớn nhất tại khu vực Bắc Mỹ, nơi quy tụ các nhà sản xuất công nghệ bán dẫn điện tử hàng đầu trên thế giới. Chính vì vậy mà sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp tại khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, là một bước đi mạnh dạn và là một nỗ lực rất lớn nhằm tham gia vào một sân chơi đòi hỏi sức sáng tạo và sự cạnh tranh rất lớn này. Lê Minh, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại bang California, Hoa Kỳ. Thưa quý vị, ca khúc Tiến quân ca, quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ được hiến tặng cho nhà nước. Việc hiến tặng này là ý nguyện của gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao và cũng là tâm nguyện của chính ông khi còn sống. Ra đời từ năm 1944 đến năm 1946, ca khúc Tiến quân ca của cố nhạc sĩ Văn Cao đã được Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Hồ Chủ tịch chọn làm quốc ca. Khi thống nhất đất nước, sau năm 1975, đã có cuộc vận động sáng tác quốc ca mới, nhưng Quốc hội lần thứ hai vẫn quyết định lấy bài Tiến quân ca là quốc ca. Hơn 70 năm qua, Tiến quân ca, quốc ca của Việt Nam đã gắn liền với những thăng trầm của lịch sử dân tộc. Nguyện vọng hiến tặng tác phẩm Tiến quân ca cho nhân dân, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã được bà Nghiêm Thúy Băng, vợ của cố nhạc sĩ Văn Cao bày tỏ từ năm 2010. Đây cũng là tâm nguyện của nhạc sĩ Văn Cao khi còn sống. Quốc hội sẽ thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tiếp nhận tác quyền cũng như ý nguyện tốt đẹp từ gia đình cố nhạc sĩ. Cũng trong buổi lễ hôm nay sẽ diễn ra lễ truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho cố nhạc sĩ Văn Cao và trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bà Nghiêm Thúy Băng, vợ của cố nhạc sĩ. Nhạc sĩ Văn Cao sinh ngày 15 tháng 11 năm 1923, không chỉ là cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam. Ông còn là nhà thơ, họa sĩ tài hoa với nhiều tác phẩm giá trị. Nhạc sĩ Văn Cao qua đời năm 1995. Lần đầu tiên, những giai điệu Tổ quốc gồm 11 bản hùng ca Việt Nam như Tổ quốc gọi tên mình, Tổ quốc yêu thương, Việt Nam quê hương tôi đã liên tục được trình diễn trong 2 ngày liên tiếp tại Nhạc viện thành phố Guan, thủ phủ vùng Normandy của Pháp. Đây là chương trình hợp tác giữa dàn nhạc giao hưởng Nhạc viện Guan và hợp ca quê hương tại Paris nhằm cho ra đời một đĩa CD chất lượng cao về các bản hùng ca của dân tộc. Các đại diện của hợp ca quê hương cho biết dự án này vốn được ấp ủ từ lâu với mục đích đưa các nhạc phẩm cổ điển của Việt Nam ra thế giới, đồng thời giới thiệu với bạn bè quốc tế những bài hợp xướng kinh điển xứng tầm di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam. Tham gia trình diễn hợp xướng trong CD này có 4 đến 5 thế hệ Việt Kiều tại Pháp. Đề tài của CD có 2 phần, trong đó một phần là các bài kinh điển về hợp xướng Việt Nam và phần 2 là các bài nói về chủ đề biển. Thông tin vui từ cuộc thi Olympic Toán Quốc tế năm 2016. Theo kết quả mới được công bố, đội tuyển Việt Nam đã giành được 1 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Với 31 điểm, Vũ Xuân Trung, học sinh lớp 12 trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Bình, tỉnh Thái Bình, đạt huy chương vàng Olympic Toán Quốc tế IMO năm 2016. IMO 2016 được tổ chức tại Hồng Kông từ ngày 6 đến ngày 16 tháng 7, với sự tham gia của 602 thí sinh đến từ 109 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo Phó Giáo sư Lê Anh Vinh, trưởng đoàn Việt Nam tham dự IMO năm 2016 cho hay, với đề thi được đánh giá tương đối khó và nặng về tổ hợp, vốn không phải là sở trường, nhưng đội tuyển Việt Nam đã chiến đấu hết mình để đạt được kết quả tương đối tốt. Hai thanh niên gốc Việt cùng nhau cung cấp dịch vụ chụp ảnh tốt nghiệp miễn phí cho sinh viên ở Mỹ để gây quỹ giúp trẻ em nghèo ở quê nhà Việt Nam. Thuyết Nguyễn và Sonny Bùi đều là cựu sinh viên trường Đại học California, Los Angeles, UCLA, đã thành lập nhóm nhiếp ảnh mang tên Photo House vào năm nay. Nhóm những bạn trẻ này nhận chụp ảnh tốt nghiệp miễn phí cho các sinh viên năm cuối ở trường UCLA với mục đích quyên góp tiền hoặc đồ dùng cho trẻ em nghèo ở các nước, và đầu tiên là ở Việt Nam. Theo tờ The Daily Prune, tờ báo của trường UCLA, bắt đầu thực hiện vào tháng 5, hai bạn trẻ này đã chụp nhiều bức ảnh tốt nghiệp cho hơn 50 sinh viên ở trường đại học UCLA và quyên được hơn 1.100 đô la Mỹ. Thuyết và Sony sẽ tiếp tục chụp hình tốt nghiệp miễn phí vào năm tới. Trong tương lai, cả hai hy vọng sẽ đưa dự án Photo House đến nhiều trường đại học khác ở Mỹ.
Một chương trình vinh danh các thầy cô đang công tác tại các vùng biển đảo sẽ được tổ chức nhân dịp 20 tháng 11 sắp tới. Chương trình có tên Chia sẻ cùng thầy cô do Hội Liên hiệp Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Các giáo viên được tuyên dương là những người đã có ít nhất 3 năm công tác ở vùng biển đảo, có sáng kiến trong dạy học và tinh thần vượt khó và hết lòng vì học sinh. 42 thầy cô tiêu biểu được bình chọn sẽ được nhận bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và một sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng. Các trường học và các học sinh vùng biển đảo sẽ được tặng đồ dùng học tập. Đối với thầy cô biển đảo năm nay chúng tôi nghĩ đến bởi vì thực sự ra cũng có những cái khó khăn trong cuộc sống mà chúng ta thấy rằng là nếu như không chia sẻ kịp thời đối với thầy cô thì lúc đó thách thức cái lòng tin, thách thức cái sự mà gắn bó với cái nghề dạy và học của quý thầy cô giáo, thì cái đó là một cái điều chúng ta cần phải có những chương trình để khuyến khích cũng như là làm động lực cho các thầy cô tiếp tục trên con đường họ đã chọn. Lễ tuyên dương năm nay sẽ diễn ra vào dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 tại Hà Nội, từ thời điểm này cho đến giữa tháng 9. Chương trình sẽ nhận hồ sơ tại địa chỉ của Cổng Tri thức Thánh Gióng 64 Bà Triệu, Hà Nội. Hội thảo khoa học toàn quốc văn hóa dân gian với vấn đề biển đảo đã chính thức diễn ra tại thành phố Quảng Ngãi vào sáng ngày 15 tháng 7 năm 2016. Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và đông đảo các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu văn hóa cùng các nghệ nhân dân gian. Các vấn đề về sinh thái và lịch sử của biển đảo, những nhân tố biển đảo trong đời sống văn hóa cộng đồng cư dân ven biển, khai thác các giá trị văn hóa dân gian, góp phần phát triển du lịch biển đảo, chứng minh chủ quyền của Việt Nam trên các vùng lãnh thổ biển đảo đã được tập trung phân tích tại hội thảo. Kết quả nghiên cứu liên quan đến văn hóa dân gian với vấn đề biển đảo được các nhà khoa học chia sẻ tại hội thảo cũng đã gợi mở những vấn đề nghiên cứu mới nhằm tổng hợp đánh giá những tiềm năng, lợi thế về biển đảo, đề xuất hướng giải pháp nhằm phát huy vai trò của văn hóa dân gian gắn với khai thác có hiệu quả, bền vững tiềm năng kinh tế biển đảo của Quảng Ngãi nói riêng và cả nước nói chung. Bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị có thể truy cập vào website hoặc trang YouTube của VTV4 để xem lại chương trình. Xin kính chào tạm biệt.